Xin chào quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình xe 2 trên một chiếc xe khá quen thuộc, đó chính là Mitsubishi Xpander mới được ra mắt xong. Tại sao vẫn là Mitsubishi Xpander? Bởi vì ngày hôm nay chúng tôi sẽ bao gồm 6 người lớn ngồi đủ ở 3 hàng ghế cộng với một chút đồ đạc. Chúng tôi sẽ đi một cung đường cũng tinh tương ra phết, đó chính là cung đường lên đến cao nguyên Đồng Cao ở Bắc Giang. Thì trên cung đường này chúng ta sẽ được trải nghiệm những gì? Trải nghiệm đường trong phố này, đường cao tốc này, đường tỉnh lộ quốc lộ này, và đặc biệt là đường đi đèo dốc lên trên cao nguyên, để xem là liệu chiếc Mitsubishi Xpander, một chiếc mà MPV đi hàng ngày, đi phố, đi đường bình thường, thì có kham nổi và nó kham bằng cách nào, như thế nào hay không. Thì ngày hôm nay 6 anh em chúng tôi sẽ thực hiện cái chuyến đi này, nhân tiện cũng là một chuyến đi du lịch luôn, bởi vì đang là mùa hè, đang chính vụ vải, mà vải ở Bắc Giang, vải rất là ngon. Thì ngày hôm nay có lẽ là sẽ đi qua mua một ít vải để trải nghiệm xem mùa hè nó đã đến thật sự như thế nào nhá. Ngay bây giờ xin mời các bạn cùng trải nghiệm của chúng tôi. Rồi, đầu tiên thì chúng ta sẽ đi từ nội thành, đi từ trong phố, đi ra đường Trường. Thì trong nội thành thì có lẽ là cái này thì anh em cũng xem nhiều rồi. Di chuyển ở trong nội thành không có vấn đề gì với chiếc xe này. Cực kỳ hợp lý và ngon lành. Ngồi cả ba hàng ghế rất ngon luôn, không phàn nàn gì cả. Về sức mạnh, về độ êm ái thì cũng để mà bới lông tìm vết ra thì cũng khó đấy. Vì cái chiếc xe này nó là chiếc xe mà bán chạy nhất trong phân khúc rồi. Đang là ông vua phân khúc MPV 7 chỗ ở Việt Nam rồi. Và lên đến cái đời mới và nâng cấp này đã quá nhiều thứ để chúng ta wow, cải thiện rất nhiều rồi. Từ thiết kế, nội thất, ngoại thất cho đến những trang bị, nào là màn hình to, nào là phanh tay điện tử auto hold, nào là đã nâng được gầm, nào là nâng cao cứng vững của khung gầm, rồi cải thiện độ ồn, cải thiện tất cả các thứ. Thì đấy là những cái mà chúng tôi đã từng giới thiệu đến các bạn rồi, rất hay ho. Thì đi trong nội thành thì anh em mình cũng có thể cảm nhận được sơ sơ cái điều đấy. Thì lát nữa vượt qua cái đoạn nội thành này thì anh em mình sẽ trải nghiệm rõ ràng hơn ở cái đoạn đường cao tốc. Đó chính là đi 6 người đủ tài, đi ở tốc độ cao, rồi thậm chí là có thể tránh xe này, tránh xe kia, vượt xe này, vượt xe kia, đổi làn để xem nó có tròng trành như xe trước hay không. Rồi gầm cao lên thì nó có ổn định hay không, bởi vì nâng gầm cao lên là cũng phải cẩn thận đấy chứ. Gầm cao quá mà thân xe không ổn định là cũng mệt, thì người ở bên trong nó cũng sẽ rất dễ say và cũng không ổn định. Thì đấy cũng là một cái mà chúng tôi hôm nay cũng sẽ thử ở trên chặng đường cao tốc để xem như thế nào. Chứ còn chặng đường đi ở trong nội thành thì xin phép các bạn là cũng nhanh nhanh một tí thôi, bởi vì cũng không có gì để phản nàn cả. Thực sự là không có gì phản nàn, kể cả ngồi ba hàng ghế. Đối với những ai mà mua để kinh doanh dịch vụ mà chạy trong nội thành hay là chạy những cái từ đường tỉnh này sang tỉnh khác thì mình nghĩ là cũng không có quá nhiều vấn đề phải lăn tăn với chiếc xe này đâu, bởi vì chiếc xe cũng đã thực chứng rồi trong những cái phiên bản trước rồi là chạy dịch vụ rất ngon, không có gì để phản nàn cả với cái số tiền bỏ ra đó. Mình thì mình thích nhất cái tính năng mới đấy là cái mắc cool này. Vào mùa hè này mấy cái xe mà quên không dán phim cách nhiệt hoặc là dán phim cách nhiệt kiểu kém chất lượng như thế này thì ấn mắc cool một phát khi vừa lên xe là mát lạnh luôn đó. Nhưng mà lưu ý các anh em, khi mà vừa mới mua xe thì cũng nên dán phim cách nhiệt. Mùa hè này mà không có phim cách nhiệt thì tốn điều hòa, tốn xăng lắm, rất tốn luôn, nóng lắm. May mà điều hòa của Mitsu là điều hòa xịn đấy, mát sâu đấy, chứ mấy cái xe mà điều hòa mát không sâu mà không dán phim cách nhiệt là coi như thua hết. Rồi ngoài ra thì còn cái nâng cấp của cái màn hình này mình thấy cũng rất ấn tượng, nó nhanh hơn, nét hơn, và nó có kết nối Android Auto và Apple CarPlay, thứ mà cũng khá đắt giá, bởi vì chúng ta có thể connect với điện thoại và xem bản đồ Google Maps rồi các thứ vân vân. Tuy nhiên mình lại còn có một cái hay hơn, đó chính là Kiki đấy. Với cái hệ thống Kiki này mà khi mình ra lệnh bằng giọng nói tiếng Việt, thậm chí là các vùng miền, thì cái Kiki này nó nhận biết được ngay, nhận biết một cách rất rõ ràng, mạch lạc. Và không chỉ có tìm hiểu về đường mà mình còn tìm hiểu về giá vàng, thời tiết, thông tin các thể loại, muốn thông tin gì cũng được hết. Đấy là một cái điều rất hay ở trên Kiki. Mà thích dẫn đường có dẫn đường,
thích đọc báo là có đọc báo, thích nghe nhạc MP3 là có nghe nhạc MP3 của Zing luôn. Chất lượng chưa? Thì đây là một cái ứng dụng mình thấy rất là hữu dụng. Rồi tất cả những cái màn hình Android ngày nay nhé, mà các bạn biết nhé, thì đều kết hợp với Kiki để có được cái tính năng ưu việt đó. Một cái tính năng, một cái phần mềm mà hoàn toàn của người Việt Nam phát triển. Thì đấy là một cái cực kỳ hay. Rồi bây giờ mình sẽ Kiki để dẫn đường đến Đồng Cao nhá. Dẫn đường đến cao nguyên Đồng Cao. Đang chỉ đường đến cao nguyên Đồng Cao. Rồi, dẫn đường luôn. Ngon lành chưa? Bây giờ mình mà thử nói giọng vùng miền khác là cũng được nhá. Nhưng mà thôi, mình không cần thử. Các bạn hãy tự cài đặt và tự thử xem. Rất là tiện. Hỏi thêm về vấn đề thời tiết nhé. Thời tiết ở Đồng Cao hôm nay. Thời tiết ở Bắc Giang chiều nay được dự báo là mưa dông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất là 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất là 34 độ C. Đó. Bây giờ thì anh em chúng tôi sẽ nhanh nhanh chóng chóng đi ra đến đường cao tốc để xem đường cao tốc thì nó sẽ như thế nào nhá các bạn nhá, các bạn chờ đợi nhá. Rồi bây giờ anh em mình đã ra đường cao tốc rồi mọi người ơi. À, chúng ta sẽ tăng tốc và thử chuyển làn rồi vượt xe để xem cái xe này nó có bị tròng trành, nó có bị kém ổn định hay không nhá. Thử nhá. Đấy, mấy anh em đằng sau cười, chứng tỏ là vẫn rất là vui vẻ. Thực ra thì cũng như nhà sản xuất công bố và chúng tôi cũng đã test rồi, cái cách mà chuyển làn hay là slalom ở trên chiếc xe này nó đem đến cái độ ổn định hơn so với cái phiên bản đời đầu. Cái hệ thống treo nó đã thay đổi, chúng ta cảm nhận được một cách rất rõ rệt luôn. Không biết là ngồi ở hàng thứ 3 thì anh Hoàng Vũ cảm nhận như thế nào, chứ chúng tôi ngồi ở hàng đầu là chúng tôi thấy rất ổn định. Với em thì ngồi hàng thứ 3, thực ra bình thường nếu anh em ngồi hàng cuối, nếu mà anh cứ chuyển làn đấy thì thường sẽ có một cái cảm giác là nó hơi bị nôn nao, bị hơi văng. Thì với cái xe này thì lúc đầu em có đọc thông tin là nó được nâng gầm, tức là trọng tâm nó cao hơn. Nhưng mà khi anh chuyển làn thì em thấy mọi thứ nó cũng tương đối là được cân bằng. Nó không bị làm người ngồi sau cảm giác là nó bị nôn nao kiểu như vậy. Tóm lại là cải thiện so với cái đời đầu khá nhiều rồi đúng không? Ổn. Tóm lại là với cái phiên bản Xpander đời mới nhất này thì cái hệ thống treo phải nói là ổn. Hệ thống khung gầm chắc chắn kết hợp với hệ thống treo thay đổi, nó làm cái xe nó cân bằng hơn, ổn định hơn. Anh em chuyển làn, chuyển lớp các thứ nó hợp lý hơn nhiều. Rồi không chỉ là cái hệ thống treo đâu, mà cái mà anh em đi đường trường anh em cũng rất quan tâm, đấy là hệ thống đèn. Cái đèn nó không chỉ đẹp hơn nhá, đẹp hơn hẳn phiên bản trước, mà nó lại có rất nhiều projector, lại là LED, nó sáng hơn. Anh em về chả phải độ đạc cái gì cả, y nguyên bản như thế này thôi đã là quá đẹp rồi. Thực sự là cái đèn này nó đem đến cái cảm giác sang trọng. Mình phải nói lại lần nữa từ cái video trước rồi, nó đem đến cho mình cảm giác sang trọng, nhìn rất thích cái bộ đèn này, lại còn sáng rực rỡ nữa, quá ổn. Đi đường trường thì thôi rồi. Ngoài ra thì một vài tính năng như xe trước cũng đã có rồi, ví dụ như cruise control này thì mình sẽ nhàn hơn này, đi không cần phải ga hết gì các thứ, xe tự đi mà lại tiết kiệm. Rồi có một cái mình nhận ra là khi mà đi vào đường cao tốc thì nó đã ồn hơn đường bình thường rồi. Nhưng cái này là do bề mặt đường nhá quý vị và các bạn nhá. Bề mặt đường cao tốc, bề mặt đường nào cũng sẽ bị ồn hơn đường bình thường. Nhưng nếu như so chiếc Xpander này so với phiên bản trước thì nó đã cải thiện về độ ồn mặt đường và độ ồn xung quanh rất nhiều rồi. Thực sự là đó đem đến cái cảm giác cao cấp khi mà ngồi vào khoang lái của chiếc xe này. Cải thiện độ ồn rất nhiều rồi. Từ những cái vết ghép nối giữa động cơ với khung gầm, với hệ thống treo vân vân và vân vân. Rồi mâm lốp mỗi thứ nó thay đổi một tí thôi. Rồi hệ thống tiêu âm các thứ mỗi thứ nó nâng cấp một tí thôi. Tổng thể lại nó đã giúp cho chiếc xe thực sự là có cái cảm giác cao cấp. Và tiếng ồn đã giảm đi rất nhiều rồi. Hợp lý thật, cải thiện so với phiên bản trước.
đáng tiền. Về khả năng tăng tốc của xe này, anh em mình thử vượt xem. Vừa vượt vừa chuyển làn xem. Đó. Thực ra mà nói thì hôm nay anh em chúng tôi chở 6 người, cho nên mà để nó mà vượt cũng mất thời gian. Hay anh em mình vẫn thường hay gọi là phải kiên nhẫn. Tóm lại là làm việc gì mà kiên nhẫn thì cũng tốt, nhưng mà riêng vượt thì cần dứt điểm. Thì xe này khi mà chở 6 người nặng nặng như thế này là anh em mình cũng phải đạp sát ván đấy, không phải vừa đâu. Đó. Và lúc này động cơ đã gầm rú phết rồi đây này. Hơn 4.500 vòng phút này. Các bạn nghe thấy tiếng không? Đó. Thì đấy là cái mà đặc trưng của cái động cơ nhỏ 1.5 này. Chúng ta không thể đòi hỏi được cái sức mạnh nó hơn thế này ở trên một chiếc xe chở đông người như thế này mà lại động cơ có 1.5. Thì cái này các bạn phải chấp nhận thôi, số tiền bỏ ra từng đấy. Nhưng mà giá trị sử dụng nhiều thì cái động cơ nó phải không quá mạnh. Nhưng mà với tôi như thế này là chấp nhận được, đi được. Đấy. Còn các bạn đừng đòi hỏi là vút một phát là vút ngay nhá. Mất thời gian phết đấy. Đếm, vượt là phải đếm. Nhưng mà vẫn vui, vẫn thấy vui này, đó, vẫn vượt, ngon lành. Đó. Đấy, vượt. Tất cả anh em mình đi MPV, anh em chở 7 chỗ như thế này thì mình cũng không thể đi gắt gỏng được. Đi cái kiểu hợp lý, đi an toàn nó mới quan trọng, đúng không ạ? Đó, đường cao tốc thì có lẽ anh em trải nghiệm từng này mình nghĩ là cũng khá là đủ rồi. Từ khung gầm chắc chắn, rồi độ ổn định, rồi đèn thì chắc là buổi tối thì mọi người mới trải nghiệm được. Còn đây là ban ngày thì cũng khó trải nghiệm, nhưng mà đèn thực sự là rất là ngon. Rồi, như vậy là chúng ta đã chạy hết đường cao tốc rồi. Bây giờ thì rẽ vào đường quốc lộ. Đường quốc lộ thì như các bạn đã biết thì thời gian này mùa vải, xe container chở vải rất nhiều. Nhân tiện thì lát nữa có thể là chúng ta sẽ rẽ vào một cái vườn vải để hái vải nhỉ? Mọi người đồng ý không? Hái tí vải. Tại vì mùa vải mà ngon lắm, mình đi đến địa phận Bắc Giang mà không hề vào vườn vải để hái vải thì nó sẽ rất là phí. Nhân tiện đi qua đây thì đường quốc lộ thì các bạn cũng có thể dễ dàng cảm nhận được là cái tiếng ồn từ bên ngoài, tiếng còi, tiếng xe container ầm ĩ thì cũng đã được cải thiện ở trên phiên bản mới này. Cái tiếng ồn dội từ những cái môi trường bên ngoài cũng đã được cải thiện, ngoài cái tiếng ồn từ mặt đường lên. Mặc dù là mỗi thứ Mitsu chỉ cải thiện một tí thôi, nhỏ thôi, nhưng mà nó cũng đã giúp cho tổng thể rất nhiều thứ nó trở nên gọi là cao cấp hơn. Thì cái này rất đáng ghi nhận. Không biết là sau thời gian vừa rồi thì hàng ghế thứ 3 mọi người ngồi thế nào ạ? Đã thấy mệt mỏi buồn ngủ thì chưa? Thực ra là em cũng khá bất ngờ khi ngồi hàng ghế thứ 3 của cái xe này. Đầu tiên là anh em chạy từ nãy giờ là cũng được khoảng gần 2 tiếng rồi. Nhưng mà cơ bản mà nói thì tư thế ngồi của em vẫn khá là ổn. Chân thì có chạm đến băng ghế trước, nhưng mà về độ ngả lưng ghế hay là về cái không gian, về cơ bản là em thấy nó vẫn tương đối là thoải mái để cho một người lớn có thể ngồi ở đây được. Thực ra nếu mà người ngồi đằng sau cùng, tôi nghĩ rằng khoảng 1.7m đổ lại thì sẽ là phù hợp nhất. Nhưng ngày hôm nay là tôi quyết dí anh Hoàng Vũ xuống dưới để xem thực hư nó như thế nào. Rất có thể là anh Hoàng Vũ cũng là một người gọi là rất giỏi chịu đựng khó khăn. Anh Hoàng Vũ đã cảm thấy thế, chứ tôi là tôi không thích ngồi hàng ghế thứ 3 đâu. Thật sự, tôi là phải ngồi hàng thứ nhất hoặc hàng thứ 2. Tôi thà chịu lái từ đầu đến cuối còn hơn là ngồi hàng thứ 3. Bởi vì nói gì thì nói, những cái dòng mà xe kiểu MPV 7 chỗ như thế này thì cũng chỉ nên dành cái hàng ghế thứ 3 cho những cái người khoảng tầm đấy đổ lại. Thì mình nghĩ sẽ hợp lý hơn. Tất nhiên là về cái hệ thống treo như tôi cũng đã nói, nó đã được cải thiện rất nhiều, giảm cái độ tròng trành rồi. Thì ngồi hàng cái thứ 3 nó cũng đỡ say, đỡ mệt hơn trước. Thì đấy cũng là một cái lợi thế. Thì cũng đáng ghi nhận, cũng rất đáng ghi nhận trên chiếc Xpander mới. Còn đi đường quốc lộ, tỉnh lộ như thế này thì chả có gì để phàn nàn. Với một chiếc xe như thế này,
Khi mà đi đường quốc lộ tỉnh lộ như thế này, anh em mình sẽ chạy được những cái đoạn đường mà nó trải nhựa, nó sẽ êm hơn cái đường cao tốc rất nhiều. Đường cao tốc nó nhiều ma sát thì cái độ ồn từ mặt đường vào, từ lốp vào nó sẽ dễ nhiều hơn, nó sẽ ồn hơn. Chứ còn anh em mình ra đến đường tỉnh lộ như thế này nhá, cái đoạn đường nào mà trải nhựa thì nó êm ru, êm ru này, nó mượt ơi thế cơ mà. Hay thật, Xpander hay thật. Tất nhiên các bạn đừng so sánh trên nhiều cung đường khác nhau nhé. Có những cung đường nó ồn lắm các bạn ạ. Tại vì lát nữa anh em mình đi vào đường bê tông sẽ thấy nó rất ồn, ồn cực. Thì cái này nó là chuyện bình thường thôi. Bạn đi vào đường bê tông, kể cả bạn chạy Rolls Royce thì nó vẫn ồn. Còn đi cái đường bình thường thế này, đường trải nhựa như thế này này, thì phải ghi nhận rằng là cái độ êm ái, cái tiếng ồn dội vào là rất nhỏ. Thích thật, được của nó đấy. Ngồi đây thấy con này nó có một điểm cộng là nó rất là mát anh ạ. Có cái cửa gió điều hòa trên phần trần xe này, là hàng ghế thứ ba, mặc dù là không có cửa gió điều hòa dưới này đâu, nhưng mà cái gió vẫn thổi xuống dưới này và hai bọn em ngồi dưới này cũng tương đối là lạnh. À, cái này thì lại phải trình bày lại với các anh em trên xe và các anh em đang xem là Mitsubishi ngoài sản xuất ô tô rồi những cái ngành công nghiệp nặng thì còn sản xuất cả điều hòa, cho nên là điều hòa của Mitsubishi lạnh lắm, rất lạnh luôn. Về đường tỉnh lộ quốc lộ như thế này thì cũng chả có gì phàn nàn về sức mạnh cả. Đi đường cao tốc anh em mình cũng còn không phàn nàn nữa là như thế này. Những cái đoạn như thế này thì khi cần vượt là chúng ta vẫn có thể vượt được ngay, kể cả chở 6 người ở trên xe vẫn rất là hợp lý. Tóm lại là cũng không siêu mạnh mẽ gì đâu, nhưng mà vượt là vượt được và đi vẫn cảm thấy vui vẻ ở trên những cung đường từ thành phố này sang thành phố khác một cách đơn giản. Ô này, nhìn này, rất là nhiều vải này. Sơi, đi qua khu chợ này rất nhiều vải luôn. Lát anh em mình vào trong vườn thì không biết nó sẽ như thế nào. Sợ ăn say vải ở đấy không ra được mất nhỉ. Đây rồi, chuẩn bị đến đoạn rẽ vào phía bên trong khu rừng vải rồi. Anh em mình đi vào trong đấy nhá. Nhiều thật các bạn ạ. Rồi. Ăn thế này lạc đường ở đây không ra được mất. Tại vườn luôn, ngon thật đấy. Rồi, và cuối cùng thì chúng ta đã đến được với khu vực đèo dốc. Một cái điểm mà chúng tôi rất mong chờ từ nãy để xem chiếc Xpander mới này như thế nào. Thực tế thì chúng tôi cũng đã có nhiều video leo đèo dốc với Xpander đời trước rồi, nhưng mà ngày hôm nay thì vẫn phải thử xem Xpander đời mới như thế nào. Nhưng ở một cái cung đường đèo dốc nó dài hơn, nó rất dài và xa hơn, đó chính là lên đến cao nguyên Đồng Cao. Thực tế thì đường lên đến cao nguyên Đồng Cao nó cũng không quá dốc như cái con núi Đền Thượng mà anh em mình hay đi đâu, nhưng bù lại thì nó lại liên tục, rồi có những cái khúc cua nó cũng quanh co. Thì đây cũng là một cái thử thách, và thử thách cho cả những người ngồi đằng sau nữa. Mình biết là những người ngồi đằng sau thì cũng khá là vất vả đấy, bởi vì là cũng cứ lắc lư liên tục gắt gỏng như thế này. Thì không hiểu là bạn Hoàng Vũ ngồi đằng sau bạn thấy thế nào nhỉ, sau khi vượt đèo dốc và cứ lắc lư liên tục như này. Đầu tiên là về em ở phần hàng ghế thứ ba thì về không gian cơ bản là ổn, với chiều cao của em khoảng 1m80,
Còn khi mà đi ở trên đường đèo núi như thế này, anh có lắc qua lắc lại trên các cái cung đường đèo ấy, thì em cảm giác là cái độ lắc ngang nó vẫn ở cái mức mà mình chấp nhận được, tức là cơ thể mình không bị quá là bị ngang sang hai bên ấy, cơ bản là ổn. Tôi thì tôi chỉ nghĩ là chấp nhận được thôi, ngồi ở vị trí của tôi và hàng ghế thứ hai thì tôi nghĩ là sẽ ok hơn. Chứ còn hàng ghế thứ ba mà lắc liên tục như thế này thì có mà ngồi im mà xe không di chuyển thì chắc cũng chóng mặt ra phết đấy. Nhưng mà bù lại thì phải công nhận rằng cái hệ thống treo mới tinh chỉnh của Xpander mới này nó đã cải thiện rất nhiều rồi, cải thiện rất nhiều so với đời trước rồi. Cho nên là cái cảm giác lắc ngang rồi cái cảm giác tròng trành nó không còn nữa thì nó tốt hơn rất nhiều rồi. Đấy cũng là một điểm mà phải ghi nhận, một lời khen cho Xpander đời mới. Rồi cái gầm cao nữa, cái gầm cao như các bạn lúc nãy các bạn có thể thấy là chúng ta đi qua những cái đoạn đường rất là khó, thì cái gầm cao hơn hẳn, cụ thể là 225mm, nó ngang với một chiếc SUV thực thụ, thì nó giúp anh em mình gần như là quá yên tâm. Đấy, hay là những người, nhiều người hỏi chúng tôi là nên mua xe gì, chúng tôi đi ở Sài Gòn hay chiều cường các thứ đi. Đây, nó đây, 225mm mà, chiều cường kiểu gì cũng bơi được hết, không vướng. Anh em mình tự tin đi qua những cái chỗ đường khó như thế. Rồi đi đến đèo dốc như thế này nhá, có cái auto hold cũng là rất hay. Nếu như chúng ta đang đi đèo dốc mà như thế này mà chúng ta cần phanh lại hay như thế nào, có vấn đề gì đấy chẳng hạn, phanh một phát, đấy, vừa có auto hold vừa có hỗ trợ lên dốc này. Đấy, bây giờ có auto hold thì ngay kể cả xuống dốc hay lên dốc bạn nhấc chân ra thoải mái ngủ một giấc cũng được, miễn là không đạp vào chân ga. Đấy, có auto hold nó lợi như thế đấy, chỉ cần đạp ga một phát là đi luôn, rất đơn giản và nhẹ nhàng. Thì thậm chí là cái tính năng này mà bạn đi lên cầu hay như thế nào, tắc cầu các thứ thì nó cũng rất là tiện và an toàn. Mình nghĩ là cái tính năng này nên được trang bị trên tất cả các xe ô tô đời mới thì nó yên tâm hơn rất nhiều. Tất nhiên là số sàn thì khả năng là sẽ khó. Có được không nhỉ? Cũng có được đấy nhỉ. Rồi, tiếp theo nhiều người sẽ đặt câu hỏi là thế đi đèo dốc thì nó sẽ như thế nào? Mình thì mình tuyên bố luôn với các bạn là đi được. Nhưng mà cũng chỉ là đi được thôi. Nó không thể nào mà đem đến cái sức mạnh mẽ như những chiếc SUV hai cầu thực thụ được đâu. Nhưng mà tuy nhiên nhá, nói thế này nó cũng hơi động chạm một tí này. Mình đã từng lái chiếc Fortuner máy dầu, máy xăng, Fortuner máy xăng. Thì phải nói là nó cũng chỉ được như thế này thôi. Nó là SUV đấy nhá. Cái này là hơi đụng chạm đến thương hiệu một tí. Thường thì mình ít khi mình nhắc đến một thương hiệu khác khi mà review một cái chiếc xe nào đó. Nhưng đây là một cái sự so sánh rất công bằng, là cái chiếc xe SUV thực thụ nhá, body on frame nhá, hai cầu nhá, Fortuner nhá, máy xăng, thì nó cũng chỉ đạt đến cái mức độ như thế này thôi. Có nghĩa là đi an toàn. Chứ còn để mà nói là bốc hay là vọt ở trên những đoạn đèo dốc thì không có. Thì cái xe này nó cũng không thể vọt, không thể bốc ở trên đèo dốc được đâu. Nó cũng có thể vượt được nếu như đi ở những cái cung mà đèo rộng như kiểu đèo Mộc Châu ấy, thì mình vẫn có thể vượt được xe khác. Nhưng mà vượt một cách gọi là an toàn thôi. Chứ còn để mà nói là phấn khích hay là vui vẻ thì cũng không có. An toàn, ok, vượt được, ok. Đấy, đấy là cái động cơ của chiếc Xpander. Nó là như thế đấy. Chứ các bạn đừng đòi hỏi gì nhiều ở một cái động cơ 1.5 mà MPV chúng ta thường đi hàng ngày, đi phố rồi đi đường trường mà lại khỏe, không có chuyện đấy. Và với cái mức giá nó quá hợp lý như thế này thì chúng ta không thể đòi hỏi nhiều hơn được. Nhưng mà là nó đi được. Đấy, phải khẳng định là nó đi được chứ không phải là nó không đi được. Chứ không nhiều người lại bảo là ui nó yếu lắm, làm sao mà đi được, mua xe này là chỉ đi phố không? Không. Ngày hôm nay chúng tôi đã chở hẳn 6 người và đi cái đoạn đèo núi lên hẳn cao nguyên Đồng Cao như thế này để cho các bạn chứng kiến là cái xe này nó hoàn toàn có thể vượt được những cái cung đèo dốc cao như thế này một cách thoải mái luôn. Wow, đi lên Đồng Cao này các bạn nhìn này, trên cái cung đường đi này các bạn sẽ nhìn thấy một loạt những cái núi trùng trùng điệp điệp. Ồ, đẹp thật. Đây là một cái cung đường mà thực sự là anh em nên thử. Đẹp quá. Tiếc là hôm nay thì mây ở trên rất cao.
Nếu như mà mây nó mà lơ lửng ở phía dưới nữa thì anh em mình nhìn ở trên mây thì cũng thích đấy. Mặc dù là xe của chúng tôi đã đi lên rất cao rồi đấy. Wow, cung đường này đẹp thật, xứng đáng để test xe. Lát nữa thì chúng ta sẽ dừng ở trên một cái bãi cỏ khá là đẹp. Thì không biết là lát nữa có đi được ô tô lên đấy hay không. Nhưng mà với cái tình trạng là xe dẫn động cơ trước, với cái nếu mà lên núi thì mình nghĩ là cái đoạn đường sẽ rất khó khăn. Chắc mình sẽ chỉ đi đường bằng thôi, mình sẽ đi bộ. Đó. Rồi, như vậy là chúng ta đã gần đến điểm dừng chân rồi. Rõ ràng là cái khu vực leo lên trên núi này nó sẽ không thể đi được rồi. Chúng ta sẽ dừng ở bãi đỗ xe ở đây. Đây có bãi đỗ xe đàng hoàng, đã quy định rồi, không được đánh xe lên, dừng ở đây thôi. Ok, như vậy là đã đến nơi rồi. Chúng ta sẽ lên núi ngồi một tí và tổng kết lại xem chiếc xe này, cụ thể ngày hôm nay, chuyến đi này như thế nào. Rồi, như vậy là sau chuyến đi 150 cây với quãng thời gian là khoảng từ trên 3 tiếng đến gần 4 tiếng tùy vào cái mức độ giao thông, thì cuối cùng anh em chúng tôi đã đến được với Đồng Cao cùng chiếc Xpander mới. Tổng kết như sau về chiếc xe Xpander mới này: vận hành trong phố có lẽ là không nhiều điều để nói, vận hành đường trường thì cá nhân tôi nhận xét thấy là nó êm hơn, cách âm tốt hơn. Cách âm tốt hơn hẳn luôn. Động cơ hộp số thì vẫn vậy, cũng không có quá nhiều sự thay đổi. Lái thì vẫn không quá nhiều sự thay đổi. Cái độ tròng trành thì nó cũng đã giảm đi rất nhiều rồi. Phải nói là cái hệ thống treo đã được tinh chỉnh, tôi đánh giá rất cao cái hệ thống treo mới này. Kết hợp với đến đoạn leo đèo dốc thì đúng thật là như ngày xưa anh em chúng tôi cũng đã làm rồi, đi hẳn 7 người lên đến đền thượng cơ. Và hôm nay 6 người thì leo đèo dốc nó không sướng. Nó gọi là vui vẻ thôi, đi được, đi tốt, gầm rú vẫn lên được những con đèo cao. Tuy nhiên để mà nói độ vọt lên đèo thì không có. Nhưng bù lại thì nó lại là một chiếc xe chở được rất là rộng rãi và tiết kiệm nhiên liệu. Đó thì đấy là một cái cũng khá thú vị. Thì ngày hôm nay thì cũng là một cái minh chứng là một chiếc xe có thể đi được đông người và đi một quãng đường dài, thậm chí là leo đèo dốc để lên đến cao nguyên Đồng Cao vẫn rất là hợp lý, thoải mái cho 6 người. Thậm chí là nếu như có thêm một người nữa là đủ tải 7 người thì tôi nghĩ cũng sẽ vẫn rất là ổn. Chỉ có điều nếu mà chở đủ 7 người thì cái phần cốp nó sẽ hy sinh đi một chút, hoặc là ngồi nó sẽ chật chật đi một chút thôi. Còn lại thì không vấn đề gì. Tóm lại là chiếc Mitsubishi Xpander vẫn là một trong những cái đối thủ quá nặng ký ở trong phân khúc MPV 7 chỗ ở thời điểm hiện tại với mức giá này. Nó vừa được xuất xứ từ Nhật Bản, vừa có doanh số bán ngất ngưởng mà vừa có cái độ tin cậy, kết hợp với những thứ mà nó mang lại cho đến ngày hôm nay thì thực sự phải nói Xpander nếu không nói quá lời thì đúng là ông vua phân khúc MPV 7 chỗ ở thời điểm hiện tại.